Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay hai cô cháu vừa mới đi lấy cái bẫy về, mua một cái bẫy về bởi vì hôm trước có phát hiện ra dấu vết của con chôn chôn chí cu. Cụ nghĩ ngờ là con chôn bạc mã, biết là cái con chết hùi đó chứ không chết rõ. Chứ hai cô cháu thử xuống đi tìm cái dấu vết sẽ đặt cái bẫy xem. Buôn về đây à? Đây nó dùi đây. Anh dùi anh ăn đây này, để anh dùi bông anh ăn đây này. Cái lớn này. À, để anh cái dầu anh dùi này. Có cái dầu này đúng mới. Ở đây này. Nó để cắt này chắc hết tội. Hết tội đấy. À, con về đây đó. Trong nó toàn gà đẻ các bạn ạ. Một đang nhặt trứng ăn, hai nữa là hân. Hân cắm á. Ừ, đúng rồi, cái này thân bưởi rò hơn này. Đây này, hân bưởi này. Hân nhụy hân bưởi này. Nhụ ăn bởi. Con này là nó ăn cả hoa quả, nó ăn cả con công. Mà đấy là nó bởi để nó ăn con công đấy. Đồng vật ăn tạp đúng không? Đấy đây đây. Đấy, đồng gọi. Ồ. Ý, hình dụ như lờn đấy. Cứ tưởng nó lờn nhau thôi hỏng ra hay. Có này có lẽ có. Hồi yên dùi dù tùm lắm cả lấy nữa. Rừng. Nhưng mà hạng nhỏ đấy. Cái vải tốn to bằng. Mất nhìn rừng. Hạn cái kiểu không rửa. Đây đi. Hả? À đây này. Bới nó lên cả cái này đi. Đúng rồi. Hắn dùi nắm chỗ này ẩm lắm, nhiều trùn dễ. Đặt bài ở quanh đây là kiểu chứ, cũng dẫn. Đặt đây luôn à? Không, để ta đi tìm. Ta đi tìm. À đúng rồi, hôm trước ta đâu dùng phát hiện cũng có mấy cái dấu ở đâu nỉ. Đại xem mới có dấu mới không của. À. Hôm trước thì đây còn dấu mới đó. Đây, hành bưởi đây các bạn. Cái mông chảnh này này. Đó, mông chảnh ăn cả bên này này. Rồi này. Mông chảnh ăn bưởi đó. Ừ, nhìn rõ ra này, có mông chảnh cái dậu mông chảnh ăn bưởi lên nữa này. Đúng rồi, con chôn. Nhưng nhìn có vẻ dậu ui ăn to lắm. Đấy, hôm trước anh ăn ngoài con ngán đây đấy. Hắn bắt một con ngán nên gầm, hắn không ngán mà là hắn gầm chạy, hắn cắm lên lưng á. Bắt con ngán coi, cái con ngán này hắn bắt được đó. À, con ngán coi à? Ừ. Của cái bay này hắn bắt chạy. Đi. Hai con ngồng da mồm hôm trước. Hai con ngồng da mồm. Hôm trước thấy đục trống trong, ta đâu dũng đâu đám ơi. Không tưởng ta đau ơi. À. Hai con ngồi hắn. Có dâu à, chơi dâu à. Không trưởng như mấy dâu dũng ở đấy. Một. Hắn vần đây đấy này. Mấy này là cái này này dũng nhiều. Hắn này, dũng con nhùi này. Ui dấu này mới lớn đấy. Chỗ này thì dũng nhiều không trưởng thầy đấy. Dư lại thầy dấu chừng đòi dấu này là mấy dấu mới. Rồi dầu này vô mới. Đây cái dầu này. Ờ. Đúng rồi, bởi đó, anh dầu anh bởi. Dầu anh bởi, anh bởi nhìn rõ. Đây này, cái dầu này thì nó nó bởi cũ rồi này. Ờ, cái này thì có cái vết dùn trôn lên lấy. Chứng tỏ là con này nằm đây thường xuyên. Ừ. Đấy đây. Đây có cái dầu này. Lần này là bởi số á. Bên đây rồi này, đây này, trong cái bụi dừa bụi mông này. Ừ, đấy. Dừa bụi mông này bởi này. Ừ. Cô tìm cái vị trí nó đẹp đẹp. Đấy này, đây này. Cái này thế là hình dung mông chân hình khéo quá. Cái dày đấy này. Ôi rồi thì đấy, dầu mời hơn đâu thế rồi. Kéo đặt đấy dày hơn đó cô. Ừ. Hãy đặt đấy đi. Đặt đấy thôi. À. Này đặt đấy quá. Ừ. Nãy nãy còn là nhiều dũng vậy hả? Nhưng mà đây rầm này. Rầm kiểu cái chồm không? Phải tới một cái nơi nào mà để cho cái bầy à? Nó hãy đặt nơi bị trẻ đâu nữa không nơi nó con ngọc nó à con ngọc này ta chứ đặt sợm này ăn phạ. Cái bầy này mới mưa cho nên phải kiểm tra các bạn ạ. Cô đứng kiểm tra xem nè.
Đây là cái bầy này là mới một bầy được con trâu này là mới phải sử dụng cái bầy này là tầm khoảng chiều dài khoảng 40 phân, chiều dài bầy 40 phân. Rộng 20 phân. Rộng 20, 40 nhân 20. Và bắt buộc nó phải có cái này gọi là cái khóa. À, có cái chả, cái khóa này, lại này. À có trôi trường nữa. À rồi ok. Gió cái này nữa. Cái bộ cái mà thả nó nếu ở cái đó. Cái này là các bạn mua về kiểm tra hẳn có một cái khóa đấy. Hẳn có một cái khóa lâu nữa thì phải thử xem là cái khóa này có nhai hay rơi xuống được. Bởi vì nếu như không bày trập rồi mà cái khóa này không khóa lại được thì con trâu nó vẫn hoặc là cái con mình cần bày nó vẫn chui ra được. Thứ hai nữa là xem cái lẩy bày. Lẩy ở đằng trên cái thân bày đấy. Ngoài đây. Cái như này. Cái như cái que gai này, cái que gai này là kể cả bầy chuột hay là bầy chi cũng rửa. Mua về họ làm ẩu lắm. Nhiều khi cả cái con ăn nó không dịnh. Cái nó làm cứng quá. Không nhảy, mình phải sửa lại làm sao cho nó ứng ý mình. Đây. Nó ngang thế này này. Ừ. Có đối cái người họ làm nó dài thế này dài mình phải bấm lại. Ừ. Mình phải kiểm tra bấm lại. Hoặc là có đối cái chỗ nên làm bấm có cái khớp ấy. Mặc cái đó luôn. Cái que này nó hơi cao này. Que này vẫn hơi cao. Hơi cao. Đó. Bảy đấy cho ta bữa hôm trước cùng mua mấy tiền đấy. Hôm trước cũng đặt mấy tiền. 90.000. 90.000 à? Ừ. Nó cũng đặt đấy chứ anh. Để lấy họ bán lẻ, nếu mà xuống mà xuống chờ đúng mỗi thì nó rẻ. Thử bày xem nó. À được. Ừ. Rồi, khóa cái khóa nên khóa đấy rồi các bạn ạ, kết tập một cái lần khóa. Là con vật nó không ra được. Ok rồi đấy. Giờ sang chuối. Mùi của nó đấy. Mùi chuối, sử dụng mùi chuối. Chuối này là phải chuối chín nha. Ừ. Ngoài chuối đã dùng, nó không có chuối dùng cái gì được nào? Có dùng gì khác? Chuối thì có thể dùng quả xoài, quả gọi là hóa quả mà mùi thơm ấy, tạo mùi thơm ấy. Càng thơm càng tốt. Ừ. Có đối người họ hãy dùng quả xoài. Con này mới cũng được chứ, chủ yếu. Câu chủ yếu sử dụng chuỗi thôi. Cái thói quen của từng người. Hoặc là trong nhà có cái chí thì hóa quả thơm thơm thì bày được. Quả này bỏ vào đây nha. Quả gai đóng bày. Con trôn vào đó. Đây có chuỗi mọc vào cái này là có cái que lầy của cái bầy đấy. Rồi có một quả nữa là kéo ngoài để con một quả này leo này rất tỉnh cháu. Ừ. Thử phát ok chưa? Thử. Lại này là phải kiểm tra này. Ừ. Đồ nhảy của nó nhé, không nè. Chôn quán hẹp chuỗi rồi vẫn bày vẫn không sao thì thôi luôn. Ừ. Nhiều khi rửa thật chứ này. Ừ. À, nhảy. Chôn quả này là kéo táo như này này. À. Để tạo cái mùi thơm. Dành dù con cháu nở xá nghe mùi thơm là nó đẹp. Ok, chuẩn bị để xong. Đó là bày ổn các bạn ạ. Nhà này làm bày vẫn tốt đấy. Quyết định là đặt ở cái khu vực rầm rầm gần bụi tre đấy các bạn. Một là mấy con ngỗng nó thấy dấu vết vào, thứ hai là vẫn thấy chỗ nến có dính dùi hắn ăn. Cái dấu mới. Cái điểm này là ấy này. Tức là mình đặt được kia. Cái bầy vào là nó kế vào. Ừ. À tìm cái vị trí có cái chỗ để kế cái bầy đến sập cho. Đúng vậy. Con trâu hẳn không kè quánh được mà chủ yếu là nó hẳn bên này là nó vào đấy. À. Ừ. Thứ hai là các bạn lưu ở dưới. Khi...
Thứ bảy này thì tìm cái vị trí đặt cũng rất là quan trọng đấy. Tìm cái chỗ nào mà cái con vật mình cần bẫy nó không chạy quanh được. Hoặc là thậm chí nhiều người họ đi rừng họ bẫy thì họ sẽ phải làm một cái hàng hang của vậy, hàng rào chặn lại. Cái loài đó nó bị sập thầy. Bị sập thì mình làm hang để anh đi có đi. À đúng rồi đúng rồi. Theo lại nó bật cái đó. Thứ hai nữa là đằng trước này là có cái cửa này nó sập, nếu như trước này mà cái mố đất nó cao hơn các bạn này. Khi anh sập nó sẽ mắc cái mố đất, nó không khóa được cái khóa. Cho nên một là các bạn phải tìm mình đặt được cái miệng này, có cái miệng bẫy này nó cao hơn. Hai nữa là mình lấy đất hoặc là mình lấy một cái que để mắc kế nó lấy một tí cho cái bẫy nó sập nó hoàn hảo. Đấy là cụ đang đi lấy bẫy lạ về gai hai bên để khỏi nó chạy quánh nhé. Làm cho nó sập cái bầy khí mà nó treo lên đây nó sập. Chồng mày phát hiện ra khu vực đằng sau nó có thể có mấy cái bông to lắm. Ăn dùi đó. Không, cái bông đó là cái con cải đó. À không phải anh à. Chen lại hai bên để khỏi anh chạy quá nhân làm anh treo đến bầy anh sập. Treo lên làm sập bầy. Nếu bị sửa cái này này. Ừ. Thì khi ta kể để cho anh chạy xuống. Ừ. Rồi nè, bầy lấy sống ạ. Bầy sống rồi. Ừ, cái môi dành dung. Có một cái chuỗi nữa là để treo mô. Ôi treo cao rồi à. Ừ. Kéo này treo lên ăn chuỗi nữa nó cũng hắn không ăn dưới bầy thôi đó. Cái này cũng là một cái kỹ thuật lưu ý nha các bạn. Tất nhiên thì mình để một môi trong bầy thôi cũng được, nhưng mà cái hiệu quả nó thì không cao thôi. Cái này là tạo mùi hướng lán tỏa xa. Ừ, mình treo càng cao nó lán tỏa càng xa. Nhờ treo cái chỗ nó không léo lên ăn được đấy nha các bạn. Treo cái chỗ nó léo lên ăn được đấy. Đó, nó xẻ một tí rồi cho có mùi hướng. Rồi. Vậy là cái bầy đã đặt xong. Xong rồi chứ cô? Ừ. Ok. Máy ra ta kiểm tra. Máy sẽ để ra kiểm tra. Đi về đi. Các bạn đi theo dõi nhà máy xem có kết quả chứ. Hy vọng là hình sẽ được một con to. Ừ, con này nghe thầy cụ bảo là nó cũng thuộc hệ dề dề sinh bảy á. Ô bảy sắp rồi. Hả? Sắp rồi, sắp rồi. Mau mau. Sắp rồi, sắp rồi. Sắp rồi. Sắp rồi. Quá. Quá được con chó này. Con rồi nó bắn. Dạ dạ đó con. Quá được rồi, được rồi. Đấy không quá đặt đây các bạn ơi. Ừ. Được rồi, được rồi. Em đi vòng. Anh vẩy vào đỡ ra. Anh vẩy vẩy vào đỡ ra đi. Quá wow, dính rồi nhầy thật đó. Con đi ăn dầu về đất rất là mỏi mà. Đây hôm trước là đây này, hôm trước hai cô cháu đau dũ ở đây này. Con cháu này em công ngán. Đó đó, hắn công ngán này, công gà đó. Nào nào cô. Mày công ngán cho hả con. Ồ. Wow. Thôi này. Wow. Ô con này to. Quả chuối hắn ăn. Quả chuối chớ quả chuối hắn chưa ăn hết. Quả chuối. Wow, con này vẫn to nhá. Ăn chuối. To đó các bạn ạ. Wow. Ơi con được cái con cái. Con được cái con cái mà đang để biết. Rồi. Con búng ngắn đó. Con này gọi là trôn bạc mã đấy đấy. Ôi trôn nhìn đẹp ấy. Đẹp chứ. Con này thì dè lắm. Ở khu vực này nhiều. Con nhà mình mấy con gà đấy đấy con. Cái tồi ga ngán nhỏ chứ là vặt hết đấy đấy. Hắn bắt con ngán to đông rồi nhá con. Hắn bắt con to luôn à? Ừ. Wow. Bữa nào bố ấy nói bắt mày con ga nhỏ chứ. Đứng ăn con ngán bị chạy nữa. Hắn cắn rõ lắm. Đúng đúng con ấy rồi đó. Có còn con nữa không cô nè? Không bị thân thẳng này. Có còn nữa không? Không bị thân thẳng có lẽ. Hắn có lẽ anh thấy anh thấy nhiều khi cả bay cả mẹ cả con. Ừ. Nhưng mà con ấy có lẽ to đấy, cụ có con cái con được đâu. Cái này phải bắt. Khè khè ăn cắm đó. Loài này hắn đợi một phát thế này. Đau thế. Hắn vẫn nhà gian nhá ơi. Cái mông lớn. Mông lớn ấy. Đẹp rồi. Có đi gian nhá. Có đứa con lại gần đến giờ gần thẹt rồi lắm. Đi về. đi về lên trên kia ta xem. Đi về. Thành công mỹ mãn. Con ấy là ở đấy lâu lắm rồi đấy. Ừ. Nhìn thấy dấu tá đâu dũng cho lâu lắm rồi.
đỡ giản bảy rồi có lấy thì đỡ giản à, ừ. Trong bảy cho qua chửi là dịnh lên ừ. Có này có là dịnh dịnh tư cái đếm vậy thế quá là đếm quá là đếm dịnh, nhưng mà lau vỗ bảy xong rồi lau vẫn không ăn chuỗi ừ. Mà nó ăn chuỗi nha, ăn cọng có mấy miếng giảm nhân nạo, giảm nhân nạo vậy. Con này là ăn tạp thôi chuỗi không ăn ừ, ga tốn trung cùng tốn trung cùng ăn chứ không ăn tay chim mới về sống. Con đấy khoảng mấy cân cung? Con đấy có lệnh được khoảng cả cân hải. Hành to hơn nhiều nữa không cung? Không, anh cùng chỉ mực con này thì được khoảng cân 6, cân rơi trở lại thôi. Con này mà mình thịt thì mình thịt được món chí? Cái này thì... Ôi đủ đủ đủ. Hắn ra đó, không có cái gai đấy đó, hắn không ra nữa. Con này mình thịt thì mình thịt món chí? Cái món mà món đơn giản nhất đối với cái loài này là làm nấu giá cây. Giá cây? Ừ, món nấu da cay thì nấu như kiểu cả cái loài da cay rồi thôi. Còn cái món thứ hai là món món nấu này cứu. Cái món này thì nó hơi lạ. Hấp cái cứu à? Hấp hay là nấu luôn? À, nấu, nấu bởi vì cái con trâu này cái giá nó rất chí là dài. À. Ừ, nếu mà mình nấu không kỳ đấy là nó là dài, không ăn được. Cái loài này nếu mà nhỏ đấy mà dài, dài dài rồi. Ừ, nấu này cứu là bây giờ mình chỗ nó chỗ cả cái chuông này này. Xuống dưới nước cho nó chảy đi. Sau đó là làm sạch. Hui. Màu bỏ hết tất cả các cái nồi tàng của nó đi. Thẹt á. Sau đó chặt miếng. Tôi. Nó đi dư lắm á. Ăn hối nha. Này. Ừ, hối. Cái này còn nói nữa người ta gọi con chuột hối mà. Ừ. Chứ xử lý hành ăn đấy cô. Cái này dư cái này ta làm cái món với cháu ăn nấu này kiểu thôi. Rồi là quyết định trả thù cho mấy con ngá này, mấy con ga. Ăn ga của ta đi với ta ăn quyết định trả thù cho mấy con ga.